Xin chào mọi người, thì hôm nay mình có lên mạng để tìm mua một cái cây súng diệt khuẩn ấy mọi người. Thì dạo gần đây mình thấy mọi người hay sử dụng cái cây súng đấy, nhưng mà trong cái quá trình tìm kiếm đó thì mình tìm ra được cái bình này. Mình thấy là nó sẽ tiết kiệm chi phí cho mình hơn về cái mặt mà cồn khử khuẩn này, cũng như là về cái kích thước ấy, mình thấy là nó nhẹ hơn rất là nhiều. Thì cái này có tên là chiếc bình làm dung dịch khử trùng đến từ Everclean. Thì cái sản phẩm này nó đến từ cái thương hiệu cũng khá là lạ, lần đầu tiên mình thấy cái thương hiệu này nên là mình quyết định review nó cho mọi người luôn. Đấy, thì trong hộp nó sẽ có catalog và cái bình của nó đây. Thì cái bình này nó sẽ có dung tích là 350ml và kèm theo đó là một cái bộ sạc. Bộ sạc này là sạc Type-C. Và kèm theo đó thì nó sẽ cho một cái muỗng. Thì ban đầu mình thắc mắc là cái muỗng này để làm cái gì, tại vì cái máy này nó là làm cái dung dịch khử trùng thôi, tại sao cho cái muỗng. Và theo như mình được biết thì cái sản phẩm này á, các bạn sẽ sử dụng bằng cách là chúng ta pha muối với lại nước lạnh sau, rồi sau đó chúng ta bỏ vào đây và ấn cái nút qua này nè. Đấy, thì nó sẽ bắt đầu hoạt động. Và cái cơ chế hoạt động của nó là nó sẽ sử dụng cái quá trình điện phân để mà nó tạo ra cái dung dịch này. Thì sau khi mà điện phân khoảng thời gian là 3 phút ấy, thì nó sẽ có được một cái dung dịch khử trùng. Và mình đã thử rồi, thì khi mà mình bỏ muối vào để mà sử dụng ấy, thì mình thấy là cái dung dịch nó khi mà cho ra thì nó sẽ có mùi khác. Và cái dung dịch này á, nó sẽ có thể khử trùng trên thực phẩm này, trên cây này và trên đồ vật của mình, thậm chí là trên người luôn. Thì cái vòi xịt của nó cũng sẽ hỗ trợ cho các bạn trong cái việc đấy. Thì thay vì cái chiếc bình bình thường ấy, thì các bạn sẽ xịt nó như là một cái như là chai cồn thôi. Nhưng mà cái vòi xịt này á, thì trước đây mình có review một cái sản phẩm có cái vòi xịt tương tự, nhưng mà nó chỉ là cái bình chứa nước thôi. Còn đằng này là nó sẽ là một cái bình để mà làm dung dịch khử trùng luôn. Thì sau khi mà nó làm dung dịch xong ấy, thì nó sẽ báo cho mấy bạn biết là chúng ta sẽ sử dụng nó như thế này nè. Đấy, các bạn nhìn kỹ cái vòi của nó ha. Đấy, thì cái vòi của nó là các bạn có thể nhìn thấy được là nó sẽ có cái lượng xương nó phun ra mịn hơn, cũng như là những cái hạt xương nó nhỏ hơn và phủ đầy hết trên cái tiết diện của mình. Và một cái lần mà mình bấm như vậy á, thì nó cũng sẽ kéo cho một cái hơi dài hơn, thay vì là khi mà chúng ta ngưng thì nó chỉ có một cái lượng khoảng một chút ít thôi. Thì đằng này mình thấy là cái lượng xương mà nó phun ra gấp 3 lần và cái hạt xương nó mịn hơn. Nên là cái việc mà các bạn khử trùng tiền hay là khử trùng giấy tờ ấy, thì mình thấy là nó không có làm ướt của mọi người đâu. Thì lúc đấy thì mình mới biết được cái công dụng của cái muỗng này, đó chính là để múc muối ấy, mọi người. Thì hầu hết những sản phẩm của nội địa Trung khi mà sản xuất ra thì nó đều cho đầy đủ những cái phụ kiện đi kèm từ nhỏ nhất và có thiết kế rất là hoàn thiện. Thì cái muỗng này cũng là một trong những cái lý do mà mình sẽ tìm thấy nó trong cái hộp khi mà các bạn mua về. Thì khi mà mua về á, chúng ta sẽ pha muối với lại nước lạnh, sau đó thì chúng ta sẽ bỏ vào đây này. Đấy, thì đợi cho nhấn nút và đợi cho 3 phút để mà nó làm cái dung dịch đó thôi. Thì trong cái quá trình nó làm á, các bạn cũng sẽ nhìn thấy được cái quá trình điện phân đó luôn. Thì sau khi mà điện phân rồi, theo như kiến thức hóa học với mọi người, thì sau khi mà điện phân thì nó sẽ ra một cái dung dịch khử trùng. Và nó sẽ có mùi giống như là dung dịch khử trùng luôn, chứ không phải là chúng ta dùng nước muối để khử trùng. Thì rất là nhiều mọi người bảo là điện phân này nó sẽ có tác dụng gì. Thì theo như mình tìm hiểu, điện phân trong hóa học ấy, nó được ứng dụng rất là nhiều trong đời sống của mình này. Từ điện phân kim loại, điện phân dung môi và điện phân những thứ khác, để mà nó tạo ra những cái dung dịch khác nhau, để mà nó phục vụ cho đời sống, mang đến lợi ích cho con người rất là nhiều. Thì nếu như mà điện phân kim loại thì nó sẽ dùng trong những cái nghệ thuật xỏ khuyên ấy. Người ta sẽ điện phân những cái khuyên bằng titan để mà nó đổi màu khác. Đấy, thì các bạn có thể tự động đổi màu cho nó qua cái quá trình điện phân luôn. Còn đối với cái sản phẩm này thì nó sẽ điện phân từ nước muối sang một cái dung dịch sát khuẩn. Và cái độ an toàn của nó cũng cũng tương đương với lại những cái bình xịt cồn luôn. Thì nếu như mà mọi người sở hữu một cái này, sở hữu một cái bình này, có phải là mọi người đã sở hữu một chiếc bình xịt khá là xịn sò, cũng như là một cái chiếc máy điện phân mà chỉ dùng nước muối thôi, thì nó sẽ tiết kiệm được một cái khoản chi tiêu, đó chính là bình cồn. Bởi vì khi mà cái bình cồn các bạn mua thì các bạn mua khá là nhiều đúng không? Và cái lượng cái vòi xịt của nó thì nó xịt ra rất là hao. Nên là cái sản phẩm này thì chúng ta chỉ dùng nước muối ra, không cần mua cồn nữa. Nếu mà không sử dụng tới những cái phần này thì các bạn có thể dùng nó như là một cái bình tưới cây bình thường vậy. Đấy. Đấy, và sau một khoảng thời gian khi mà nó điện phân lên ấy, thì cái nước nó sẽ đục như thế này này. Thì khi đó nó không còn là nước muối nữa mọi người, nó là một cái dung dịch khử khuẩn rồi. Cái dung dịch này người ta vẫn dùng để mà khử khuẩn ở trong trường học này, bệnh viện này,
đấy. Và mình quyết định mua cái sản phẩm này là bởi vì mình muốn khử trùng tất tần tật mọi thứ trong nhà nhưng mà không cần dùng đến cồn, bởi vì nhiều khi mình khá là dị ứng với mùi cồn. Nếu như mà đi chống dịch này thì có thời gian mình đi chống dịch mình bị xịt cồn nhiều quá ấy, phải gọi là tắm cồn luôn ấy, thì mình bị say cồn, lúc đó mình xỉu. Thì cái bình này mình nghĩ là mình sẽ đỡ phải nghe mùi cồn hơn, và cái lợi ích sát khuẩn nó mang lại thì cũng tương đương. Cái lượng phun ra rất là nhiều luôn ấy mọi người, và rất là mịn nữa đấy, cái hơi của nó kéo dài rất là nhiều luôn. Rồi, đây là cái dung dịch của mình sau khi mà đã điện phân xong này. À, và còn một điều nữa, nếu như mà các bạn sử dụng cái dung dịch này thì chúng ta nó sẽ có cái thời hạn sử dụng là 1 tuần, tức là 350ml trong cái bình này á, nó sẽ có hạn sử dụng là 1 tuần. Nếu như mà các bạn để lâu hơn ấy thì nó sẽ không có đạt cái hiệu quả như là ban đầu nữa, nên là mọi người lưu ý cái điều này ha. Rồi, và đây là cái mặt sau, nó sẽ có cái nơi để mà các bạn sinh sạc, nó sẽ là cái đầu tay si lu. Thì với cái dung lượng pin mà sản phẩm mang lại thì sau 1 đến 2 giờ sạc thì mọi người có thể sử dụng nó lên đến 1 tuần lễ, nếu như mà chúng ta chỉ dùng để khử khuẩn khi mà ra vào hoặc là khử khuẩn đồ dùng khi cần thôi ấy, thì cái thời gian sử dụng nó sẽ lên đến 1 tuần lễ. Nếu như mà mọi người có dùng nó trong tất cả các cái hoạt động như là từ rửa tay này, khử trùng đồ ăn này, khử trùng đồ chơi này, vệ sinh đồ dùng của mình sau khi mà ra ngoài về ấy, thì cái thời gian nó sẽ lên đến là 3 đến 4 ngày khi mà sử dụng, thì các bạn chỉ cần sạc và sử dụng tiếp thôi. À, và một cái điểm mà mình thấy rất là hay ở cái sản phẩm này là nó có thể loại bỏ được những cái thành phần từ thuốc trừ sâu này, hoặc là những cái thành phần mà nó còn ở trên thực phẩm ấy. Thì khi mà mua rau về trước khi mà rửa hoặc là sau khi rửa thì mọi người có thể sử dụng cái dung dịch này. Đấy, thì các bạn có thể dùng nó như là một cái bình để mà tạo ra cái dung dịch khử trùng ấy. Thì các bạn lấy, các bạn rửa với rau thì nó sẽ rất là tốt. Ok, và phần giới thiệu của mình đến đây cũng đã hết rồi. Mình mong là sau những video này thì mình sẽ tìm được nhiều cái sản phẩm hay và bổ ích để mà giới thiệu cho mọi người nữa ha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này, và hẹn gặp lại các bạn xem những video lần sau. Bye bye, nhớ like và subscribe cho channel của Chính Tâm Mobile nha.